ảnh hưởng sức khỏe. Và thấy ba em đó là cũng là bị vấn đề sức khỏe mà dùng cho bản thân tốt, cho nên là cô mới tin tưởng và mua dùng. Và lúc đầu em chia sẻ cho cô là cô cũng không tin, nhưng mà sau khi cô theo dõi một hơn một năm trời, ba của em dùng cho bỏng và ba của em có kết quả, đúng là cô có niềm tin là cô dùng cái bóng này. Và bây giờ là cô đã đồng hành cùng với lại Miên May, và giờ thu nhập của cô là mỗi tháng dao động khoảng từ 40 đến 50 triệu mỗi tháng. Với một người mà trên 60 tuổi, không biết chạy xe, không biết chữ, nhưng mà vẫn làm được để tạo ra thu nhập tháng từ 40-50 triệu. Cả nhà mà thấy đáng để mình nghe, để cô chia sẻ kinh nghiệm không ạ? Ở đây cô chẳng tên lớp, nhưng mà cô một chia sẻ kinh nghiệm cho tất cả anh chị ạ. À. Nhưng mà nói là tại vì cô một không biết nói kinh nghiệm, nhưng mà cô một tiếp xúc với khách hàng nhiều, thành ra cũng trong quá trình bán hàng hơn 3 năm cô một có những cái trải nghiệm đó. Hơn nữa là ở sản phẩm thì cô một được cũng hơn 3 năm, thành ra cô một có một cái niềm tin trong sản phẩm. Giới thiệu với cả nhà mình, một năm nay là 64 tuổi. Ngày đầu tiên giống như muốn nói á, cũng biết cái lon sản phẩm này thì tôi mua, nhưng mà ở đây biết có ai giống một con mà cũng không tin đâu. Nghe nói uống sữa mà cải thiện sức khỏe, thật sự là không thể nào tin được. Tôi không chỉ không tin được đúng không, nhưng mà cái ngày đó em được chia sẻ là lon sữa là cải thiện sức khỏe, nếu nói là bổ sung á là các em tin, nhưng mà nói cải thiện sức khỏe là em tin. Vì vậy mà em cũng một muốn lưu ý cả nhà mình á, nếu mình muốn kinh doanh trong lĩnh vực này á, mình dân chia sẻ nhớ đây là lon sản phẩm bổ sung. Bổ sung có nghĩa là bổ sung dinh dưỡng giống như thức ăn thôi, mình đừng có nói là lon sữa mà cải thiện được sức khỏe. Vì vậy cái điều này rất là khó tin, trừ khi nào người đó đã dùng rồi thì người đó mới tin, mình chưa dùng là không thể tin được. Thì quá trình lon sản phẩm này mà không đón nhận đâu á, nhưng mà may mắn hơn là có ông xã thì ông là một người rất là tin, cho nên nói vậy cũng tin hết. Được chia sẻ lon sản phẩm này là ông tin liền, mua tiêu dùng. Còn họ có là được chia sẻ nhưng mà không tin, vì một cho mình là người hiểu biết nhiều hơn ông, mình trải nghiệm thực tế nhiều hơn, cho nên mình bệnh nhiều quá rồi. Qua quá trình trị bệnh đó là mấy chục năm, bệnh viện nào mà cũng có bước chân vô hết, trừ bệnh viện Từ Dũ. Thành ra là mà thấy mình bác sĩ điều trị mà còn hết mà nói lương sữa này cải thiện sức khỏe, là điều đó là dứt khoát là không tin được. Nhưng mà ông là người tin, ông mua đời sau bắt uống một chị mà không chịu uống, kêu đừng trả lại đi. Nhưng mà cái ngày đó đó là trong cái quá trình buôn bán, không biết đây là kỹ thuật buôn bán hay là vì cái lon sữa mình là khi uống là phải như vậy, được người bán cho cái lon sữa này thì phải hướng dẫn cho mình cách sử dụng lon sữa, tại vì sữa mình nó không giống như sữa ngoài thị trường, thành ra phải có cách pha sữa. Về nhà mình mới nói vừa nay tao mười mắc quá, thôi trả lại đi, cái này mắc quá tôi muốn đâu. Là tại vì trước đó một đã uống bên công ty em quay, chắc cũng nhiều người biết chị em quay đúng không, thì một đã uống công ty em quay là 2 năm, thấy sản phẩm nó rất là tốt. Vì vậy mà định hình trong trí nhớ của mình là chỉ có mình em quay là tốt thôi, ngoài ra không còn công ty nào nữa. Em quay đối với một là số 1, vì vậy mà mình từ chối không dùng. Nhưng mà một điều đáng tiếc cũng là đáng mừng là vì lon sữa là đã được khui ra rồi, thành ra trả lại không được. Ông nói tôi khui rồi, thì lúc đó Mộc rất là giận. Thì Mộc nghĩ là ông đã bị lừa rồi, tại sao lon sữa phải khui ra? Thì ông nói là không có phải bị lừa đâu, thằng này nó ở xóm mà, nhưng mà vì nó khui ra là nó dạy cho tôi cách pha sữa. Lại một lần nữa mình thấy là mình bị gạt đúng không? Sữa bởi vì phải dạy cách pha trời. Con sữa có ai biết pha đâu, chỉ từ những em bé thôi, chứ còn sữa sao phải pha. Nhưng mà ông nói cái sữa này nó có khác rồi, nó không giống như bà nói đâu, tại vì nó có cái cách pha sữa. Cái lon sữa đem về bà, cái thứ nhất là bà phải lắc lên để làm gì, để pha trộn 4 thành phần trong đây giờ lại cho nó hòa quyện với nhau. Vì trong lúc mà nó di chuyển á thì nó những cái vật mà nặng á, thành phần nặng á, nó sẽ lắc xuống, mình phải lắc lên để trộn liền. Bà không lắc lên như vậy là bà không biết về pha sữa. Thật sự là mà muốn tin lắm, nhưng mà ông xã một có thì là một người có trình độ, ông cũng học hết lớp 10. Còn một cũng nói thật với cái nhà mình là
mình chỉ biết đọc cái chiếc thôi, tự một cho mình lên lớp 2. Nhưng mà thật sự thì một cái học đỡ nhờ một người ở bên hàng xóm á, tới dạy dùng theo gom những đứa trẻ dùng dòng xóm dạy gì một ở dùng rất là hiểu lắm. Cho nên là học 2 năm thì nghĩ là mình lên lớp 2, cái đó là lớp mấy nữa. Thì một biết đọc biết viết, còn biết chúng hay không đó là chuyện khác. Thì nghe ông nói như vậy á, mình cũng bán kính bán nghi, nhưng mà thôi kệ. Thì ông nói á, cái lon sữa này bà biết sao không? Không phải là bị gạt đâu, nhưng mà trước hết á, là phải lấy nước trước. Mà ở đây lấy nước là nước gì? Nước đun sôi để nguội nếu như mình kỹ. Còn nếu như mình không kỹ, mình không có tiền, thì mình lấy nước xuống. Lấy vào đây, cái chỉ định của nhà khoa học á, là mọi giới một người tiêu dùng bình thường là một mẫu rưỡi tương đương với 16 gram. Thì bà lấy trong đây á, có tầm bằng nước đó là 150. Tôi nói cái này cũng quan trọng dữ vậy sao? Nó quan trọng đó. Thì bà lấy nước trước xong rồi bà lắc đều lon sữa lên, lấy ra một mẫu rưỡi đổ vào đây. Nó có một cái cách lắc của nó, lắc tự nhiên của nó theo thói quen là mình lắc như thế này. Nhưng mà lắc như thế này thì sữa nó không hòa tan được, nó không đều. Cái niềm tin còn ốc châu của người ta nói từ lon sữa này nó còn ốc châu á, nhưng mà với trẻ em thì nó rất ít, tại vì cái cục sữa nó không tan á, nó hơi ngọt ngọt, còn nó tan ra nó không ngọt. Vì vậy mà em bé nó thích lắc cái kiểu này, còn người lớn mình muốn hòa tan. Mỗi lần mà uống như vậy á, được 300mg kháng thể. Mà kháng thể nó là cấu trúc của kháng thể á, là nó là hình chữ Y dài. Cho nên có những cấu trúc nó hai chân như thế này. Bà lấy mỗi một khuấy về á, nó gãy cái cấu trúc đi. Thì như vậy là kháng thể nó đi vào cơ thể mình á, nó công dụng nó không còn tốt nữa. Nó đang giảm đi cái công dụng đó. Không biết ông nói đúng hay sai nữa, nhưng mà tạm thời mình không tin được là gì. Vừa hỏi vừa nó còn cái gì hay nữa, nó lắc. Con nói bà lắc như vậy á, cái phân tử nước nó sẽ bao bọc cái viên của kháng thể đó. Kháng thể hình thành bằng cái viên tròn tròn, chứ nó không phải là tôi nói vậy mà nó nằm như vậy. Nó thành bằng cái viên. Trong khi bà lắc như vậy, nó bao bọc vậy, nó đi qua cái bao tử mình á. Dịch vậy xíu đó nó không phá vỡ cái viên đó. Cho nên là kháng thể 300mg đó đó, nó đi tới cái bụng non mình luôn. Thì thôi kệ, tạm thời mình cũng tin đi, lắc thì lắc, lắc gì nó cũng đâu mỏi mệt gì đâu, thì coi như mình vẫn động vậy. Rồi để uống vào, rồi hỏi ông á, lắc vậy là được rồi phải không? Giờ ông bảo đảm với tôi là ông không bị lừa đúng không? Rồi lắc lắc. Nhưng mà khi mình trải nghiệm á, thì để có niềm tin thì mình phải cần phải trải nghiệm trước. Tôi mới uống vào trong 3 ngày, thì thật sự là một có cái bệnh mất ngủ rất là lâu, mấy chục năm ấy. Không phải mất ngủ có nghĩa là không ngủ được, nhưng mà không có giấc ngủ sâu, chỉ đi được chừng khoảng 5 phút thôi, thì mình lăn qua lăn lại 5 phút vậy đó. Còn một cái kế tiếp nữa là viêm khớp dạng thấp. Viêm khớp dạng thấp này thì mình không biết nó là bệnh gì, nhưng mà khi được khám bệnh ở Đại học Y Dược thì bác sĩ mới cho cô bị viêm khớp dạng thấp lâu năm quá rồi. Cái bệnh này nó rất là khó trị. Ban đầu thì nó đau từ mắt nhỏ, nó đau mắt nhỏ xong nó bắt đầu nó mới đau tới cái mắt lớn, là cái xương khớp lớn của mình. Có thể là duy trì thuốc để cho cô đỡ đau thôi, chứ còn điều trị tận gốc là nó không thể là có. Thì như vậy mình thấy Đại học Y Dược nói thì mình cũng thấy ổn, không đúng tin. Nhưng mà để mà đi sâu vào cái bệnh á, thì Đại học Y Dược mới đưa qua cái trường Đại học Y Dược để làm xét nghiệm máu. Thì do đó thì cuối cùng một cho một kết luận đó là cũng không thể nào điều trị được, bằng cách là mình chỉ dùng thuốc để kéo dài sự sống thôi. Tạm thời mình chỉ nói cái bệnh này thôi nha, nhưng mà một cũng rất là nhiều bệnh. Thì như vậy là một cũng thôi kệ, giờ mình không còn bình minh rồi, thì giờ mình về dùng sữa vậy. Nhưng mà quá trình dùng sữa của một thì nó khác của người khác, là tại vì mình đã dùng bên em quay mấy năm rồi, cho nên là một ở đây nó còn cái gì, còn cái công nghệ đặc biệt giúp cho mình hấp thu tốt từ 95 đến 98%. Thì lúc đó là một dùng chỉ có mấy ngày
như vậy á là mình cảm giác được từ cái gì, từ cái một ngủ được một giấc rồi sau sau khi mình ngủ được giấc sâu thì mình có cái niềm tin hơn, thì một cú uống như vậy hết một lon đó thì một tháng hai bàn tay mình á khi mà không vận động khoảng 30 phút co lại như vậy rất là đau ở cái nút chai và mình không thể nào mà giảm nổi. Nhưng mà bây giờ á mình cái bàn tay mình không vận động bao lâu mình co gì cũng cứng nhưng mà mình co như vậy nó đỡ đau hơn. Như vậy thì mình có niềm tin ở cái bệnh mà quan trọng nhất mà mình còn cải thiện được. Như vậy mình có niềm tin, mình cứ nghĩ 280 mắc thiệt nhưng mà thôi kệ, chia ra cho 28 lần uống mỗi một lần đó nó cũng chỉ có mấy mươi ngàn thôi, 45 ngàn trong thời điểm đó. Thì mà cứ uống thì như vậy mình thấy nó tốt quá mấy chị, cho người nhà uống à, mẹ một lon, mẹ buộc mình nha, chứ mấy mà chồng chắc không cho rồi. Mình có cái tính vậy. Rồi chồng một lon, con trai một lon, một lon là trong tháng là 4 lon. Chồng còn chưa thương nó rồi mẹ luôn. Như vậy thì một lần được 3 tháng thì mình thấy không muốn nổi. Tại vì một tháng mà cung cấp mấy triệu không thể nào uống nổi. Thực tế không biết ở đây có ai có tiền để dùng không, chứ một thì có tiền để dùng. Thì một cái da một tham, một tham là dùng như vậy thì thấy tốt thì có tốt, nhưng mà không thấy uống nổi. Như vậy là Mô mới nói là có một cách để cho cô kiếm tiền, có cách kiếm tiền để mà cô dùng sản phẩm thì cô quý khán giả cô có muốn làm không? Quý khán giả mình nói là quý khán giả nghe nói tới một uống miễn phí thì ai cũng thích, không như một mình làm đâu à, một giấc là thích cái gì mà miễn phí. Miễn phí chứ cái mà nói gì ta khuyến mãi là mình rất là thích, mặc dù biết không tốt cũng vẫn thích. Thì Mô mới nói như vậy là một là Mô mới chia sẻ cho một biết cái cách làm để ứng xử miễn phí. Thì cái thời điểm đó mình cũng nói muốn nói như nãy giờ đó là tiền tháng thì được 2 triệu, tháng được 4 triệu, 6 triệu gì đó. Nó luôn cho Mô nó nóng não quá. Một cái nhắc lại với Mô một câu là một chỉ cần có 10 triệu. 10 triệu trong tháng là một vui rồi. Tại vì với một người ở quê mà được 10 triệu có nghĩa là một trang trải trong gia đình xong rồi còn dư khoảng 5 triệu. Thì như vậy là mình vui rồi đúng không? Tại nhà mình thấy vậy là đủ không? Chẳng kiếm nhiều à, một cái là một cái hợp đồng với Muôn là một đồng ý là. Nhưng mà nói vậy cũng nghi ngờ, giống như là tin mà nghi à, một về một cái suối ông xã ông biết gì ông có trình độ, bây giờ mở thẻ còn chưa chịu sửa đâu, giờ mở thẻ ông làm đi à, nó nói là mình có thể là 4 lon này cũng miễn phí được. Thì ông xã mới mở thẻ, ký thẻ cho Muôn là ông xã bây giờ một là người đồng hành, hiện tại giờ một có 40-50 triệu trong tháng, nhưng mà thật sự là bọn phải là người hợp đồng với công ty mà làm xã làm, còn chỉ là người thẻ ghép với ông xã thôi. Thì qua cái quá trình ông xã mở thẻ như vậy đó, Mua nó thì biết được một mới là người có khả năng kinh doanh, còn ông xã không có khả năng kinh doanh, nhưng mà từ chỗ đó muốn để cho người khác có niềm tin trong sản phẩm, có niềm tin trong kinh doanh thì làm sao mình phải hỗ trợ. Nãy Mua có nói một câu là cầm tay chỉ việc đúng không? Thì từ cái chỗ cầm tay chỉ việc đó là Mua mỗi ngày đều chở ông xã đi. Đi một là người đó là định hướng, một là người đặt mục tiêu và lên kế hoạch. Thì Mua chia sẻ với một đó, cô muốn có tiền trong hàng tháng thì cô ít nhất cũng phải có 30 khách hàng thành viên. 30 khách hàng thành viên đó là nó cho cô lập 30 lon sữa trong tháng. Hồi đó là chỉ cần 30 lon là được rồi. Thì như vậy là cô sẽ có tiền. Thì vậy là một cô hết bà con nhập họ nội ngoại bên trong nước ngoài bạn bè gì đó. Mình tuyển ra cho mình lập 30 khách hàng. Thì như vậy trong tháng đó mình bán cho 30 khách hàng đó. Nhưng mà mua với ông xã ra không phải là một bán. Không có đi bán. Mình chỉ là đặt mục tiêu lên kế hoạch để định hướng cho mấy ngày này làm. Còn mình thấy mình mới nói chứ mình nghèo thì nghèo, nhưng mà sau mình cũng có một cái uy tín. Bây giờ đi bán nhà cả đem từ lâu sữa thì đi bán kỳ quá. Tại vì trước đó là một là bán phân quán, một là một mà vận hành hai cái tập quán. Tập ra bây giờ đem lâu sữa thì đi bán thì cũng kỳ. Tại vì tập quán thì mọi người đến nhà mình mua, mình đâu cần phải đi giới thiệu với ai đâu, người ta đến mua thôi. Ai cân bụng thì cứ mua mình bán, mình lấy phần trên lệch.
Còn bây giờ đem này đi mời tao, cũng chừng người ta còn nói là bà biết mẹ mình đi dưỡng bà bác cho nên sợ mất mặt thằng bác mà xuống người khác bác, đó là giám đốc cũng giám lạc. Thì trong cái quá trình mà một lên định hướng cho ông xã như buôn làm á, thì như vậy là trong một tháng một đã có 30 khách hàng tự nhiên, đồng nghĩa với 30 lần là 30 người tiêu dùng. Tháng đầu tiên một được là 2 triệu cho cái sản phẩm này, 2 triệu là nó hơn một lô sản phẩm này rồi. Tại lô sản phẩm này chỉ có 1.280.000. Thì như vậy á, là qua cái khách thứ hai, nếu mà mình chăm sóc kỹ, mình để cho người ta có niềm tin giống như mình, thì 30 người đó sẽ tái sử dụng trong vòng 28 ngày. Thì như vậy qua tháng sau mình cũng có 30 lô nữa. Mà 30 lô tháng sau này không có công việc nào mà nó dễ lên đường cỡ vậy hết. Tháng đầu tiên 2 triệu mà tháng thứ hai là 16 triệu. Còn tháng thứ hai là 16 triệu. Thì vì vậy mà một là một người kinh doanh nhỏ, ở cái điểm chỉ 8 hàng của tập quá thôi, cũng không có cái lợi nhuận nhiều như vậy. Mà ở đây mình chỉ cần giữ lại 30 khách hàng thành viên đó, mình đã được 6 triệu tăng lên 4 triệu trong một tháng. Như vậy là mình sao? Mình là người buôn bán có thích không? Thích đúng không? Con đang làm bảo hiểm thích đúng không? Tại vì thấy cái mức lợi nhuận trên lợi nó quá cao. Vì vậy là một thích rất là thích. Vì vậy mà một nỗ lực, một tìm thêm 30 khách hàng thành viên kế tiếp nữa. Thì 30 khách hàng thành viên nữa, cộng với 30 khách hàng thành viên cũ của một nữa. Thì như vậy trong tháng đó một đã có 60 khách hàng thành viên. Mà 60 khách hàng thành viên thì nó tương đương với 60 lô. Như vậy là tháng thứ hai là mình lên tới 8 triệu. 8 triệu là cá nhân một nha. Còn một có được một cái 60 khách hàng thành viên này nè, thì mỗi một khách hàng thành viên mà được 30 lô như vậy á, tháng thứ hai là 28 triệu là đối với một cái điều ngoài sức tưởng tượng, không thể nào mình nghĩ được là có một cái công việc làm như vậy. Rồi lúc đó là tóc mặt tóc mũi à, thôi bây giờ thôi đi làm công việc này, bây giờ nói với ông xã thôi, giờ ông bán hàng này để tôi đi làm sửa cho. Thì mới ra hỏi với mua nguyên nhân làm sao mà con bán được cái lon sữa này, trong khi lon sữa này quá mắc, ăn bán được sao bán được. Thì mua mới cho biết á, ở ngoài thị trường hiện tại là gì, hiện tại là có tới mấy trăm mặt hàng sữa, mà ở đây mình cũng đang cũng kinh doanh sữa, nhưng mà mình kinh doanh độc quyền, mình là một mặt hàng thôi. Thì cô chỉ cần đi giới thiệu cái gì mà nổi trội nhất của cô thì cô đem ra đi giới thiệu. Mà nổi chức, nổi trội nhất của lon sữa mình, tại vì cô nổi trội nhất là không biết chữ. Thì như vậy á, cô cứ đem cái lon sữa cô ra thành phần là nổi trội nhất cô đem ra cô nói, có nghĩa là cô giới thiệu được khách hàng. Mà thành phần nổi trội của mình là gì? Ngoài kia có mấy trăm mặt hàng sữa nhưng mà đặc biệt khác thể người ta không có, nếu có cũng không được nhiều. Ở đây một lon sữa mình 28 lần dùng có nghĩa là mình được 8.400 kháng thể, còn ở ngoài kia nó rất là ít. Thành phần nó để trên đây chỉ có kháng thể, có nghĩa là có sữa non, nhưng mà bao nhiêu là không để rõ ràng, còn ở đây có để rõ ràng hết. Tự mình lên đây mình tìm hiểu nha, một nói thôi chứ không biết nó nằm chỗ nào. Người này nghe thường thường người ta chia sẻ rồi đó, mình nhớ. Thì trong đây á, 28 lần dùng là mình được 8.400 thành phần kháng thể, đó là sữa non nó được tích hợp lại. Thì như vậy á, là cái này ở ngoài kia nó không có. Một cái lợi thế của mình nữa, hồi nãy cô có nói đó, là mình tiêu dùng em bé thì có sữa em bé, người già thì có em riêng để bổ trợ xương, người không già thì có anh xua để bổ sung dinh dưỡng, bà bầu thì có lắc mama, biết phải không? Phải mama ra có bầu đúng không? Thì có lắc mama, còn đàn ông cũng có sữa, có sữa của đàn ông. Nhưng mà ở đây từ 3 tuổi cho tới không uống sữa được đều dùng được lon sữa này. Đây là cái lợi thế thứ hai. Vì vậy mà cô nói cô bây giờ cô nói cái thành phần nổi cũng uống sữa người khác thôi, nó chia sẻ vậy thôi. Lợi thế thứ nhất là dùng bằng nước nguội, nước nguội dùng bằng nước nguội và nước suối, lắc lên uống mà không bị tiêu chảy, đó là lợi thế thứ nhất khác biệt với sữa bên ngoài. Lợi thế thứ hai là ai ai cũng đều dùng lon sữa này được. Thank you.
người ta liên tưởng tới là thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng bổ sung rất là tốt. Anh thì cũng thấy. Nhưng mà vì có nhiều người á lạm dụng thực phẩm. Mới bắt đầu á mà nãy cô có nói là pha trộn không có thành ra là pha trộn rồi người bán nữa. Người bán là em có sự nhiều nên hàng nhái hàng giả rất là nhiều. Vì vậy mà mình rất là kỹ cái thực phẩm chức năng. Thật sự là nó rất tốt. Còn ở đây của mình cái là mình độc quyền từ New Zealand đem về đây, không có một nhà máy khác, cho nên là thành phần đó rất là bảo đảm, không bị pha trộn. Một cái thứ hai nữa là mình gì, mình tích hợp được nhiều bốn thành phần cho một con sữa này. Sữa rất là gần gũi với con người, mình đi chia sẻ rất là dễ, là gì, người ta không có liên tưởng tới là thực phẩm chức năng. Nhưng mà nếu bây giờ chị chỉ cần dùng cho khớp thôi, chị đang có vấn đề gì đâu khớp, nhưng mà chị không biết được là chị đang thiếu dinh dưỡng, chị đang thiếu vitamin khoáng chất, trong đây nó có, chị không cần, tại vì chị không biết thiếu, chị nghĩ là chị đang cần cái xương khớp, chị mua nó là xương khớp, nhưng mà bên cạnh đó nó bổ sung vitamin khoáng chất cho chị, vì vậy mà chị uống vào những cái phần kia nó cũng hết. Thành ra ở ngoài kia thị trường đó, người ta có một cái nói á, sữa non là cũng như là thuốc tiên vậy. Tại vì sao bệnh gì cũng hết, không phải nó là tiêm, nó chỉ là thực phẩm bổ sung. Nhưng mà vì trong đây nó có bốn thành phần thiết yếu mà nhu cầu của mỗi con người ai cũng cần, đó là nâng cao hệ miễn dịch và kháng thể, thì nó đã có sẵn trong sữa non. Cái thứ hai nữa là canxi, ai cũng đều cần canxi, bất cứ già trẻ bé lớn thì cũng cần, trẻ thì cần để phát triển, già thì cần để bảo vệ xương, cho nên nó là ai ai cũng đều cần. Cái thứ ba nữa nó là lợi khuẩn tiêu hóa. Lợi khuẩn tiêu hóa thì ai cũng cần, già cần, trẻ cần, trung niên cần, BD cũng vẫn cần, làm ăn làm bài cũng cần. Cho nên nó, nếu để bổ sung bên ngoài thì phải ăn sân buôn, ăn sữa chua, nhưng mà có người thì ăn cũng không nổi, tại vì muốn ăn mà cho đủ á, đủ một lần uống trong đây á là mình ăn phải là 20 muỗng sữa chua. Vì vậy mà ăn không nổi, còn trong đây một lần uống vậy là cung cấp đã được cho mình 1 tỷ lợi khuẩn. Còn một thành phần thứ tư á là vitamin khoáng chất. Như nãy nó đã nói, vitamin khoáng chất á là mình phải ăn đủ 5 màu sắc, không thể nào ăn đủ 5 màu sắc. Mình ăn do thói quen, xanh rất là nhiều, còn màu thì đỏ rồi mình rất là ít ăn. Vì vậy mà mình cung cấp không đủ, không đủ thì nó dễ sinh ra mầm bệnh. Nhưng mà mình không biết, mà mình không cần cung cấp, trong đây nó vẫn có đủ. Vì vậy là tại sao mình uống vào nó khỏe, tại vì nó có đủ cung cấp đủ cho một cơ địa của mỗi con người trong một giây, mình chỉ cần uống là cũng được. Vì vậy mà mình uống vô là mình thấy nó khỏe. Khỏe là gì, cung cấp đủ dinh dưỡng nó khỏe, chứ không phải là cái lon sữa này là thuốc tiên làm cho mình khỏe. Còn những người á khi cung cấp lâu dài á, như một á, tại sao một hết bệnh một trong một vài phút cũng kể về cái vấn đề cải thiện về cái bệnh của mình, thì một có cái bệnh nặng nhất, nặng nhất là một bị lên tâm sông máu từ thời một 18 tuổi cho đến bây giờ là 64 tuổi, một mối dịch thống hay là 2 năm là không nhiều nước nữa. Lúc nào ngủ dậy là không chịu chiếc miệng nha, để miệng vậy luôn, uống dòng như ông lo là đầu trắng đầu vàng, một uống như ông lo như vậy. Uống như vậy thì nó bảo đảm mình nó không lên, nhưng mà không lên cái quá trình mình phải giữ gìn cho kỹ, chứ không phải không lên có nghĩa là mình muốn làm gì làm mà nó cũng không lên. Nếu đêm đó mình thức đêm nhiều quá 8 giờ ngủ là nó lên, mình nóng giận ai quá, giận chồng, giận con gì đó nó vẫn lên. Mình làm việc mệt quá, đi ngoài nắng nhiều quá, tiếp xúc lạnh nhiều quá vẫn lên, chứ không phải là nói không lên nó là không lên. Nhưng mà một khi nó lên rồi á, anh đấy uống như lên. Mà trong khi quá trình mà mình cải thiện á, mỗi tháng á là lúc chưa uống sữa là mình phải lên một lần, đó là lên định kỳ, còn lên 2-3 lần thì cái đó là tùy theo mình không giữ gìn nó. Nhưng mà một uống thì nó dần dần nó cải thiện được, tháng rưỡi mới lên, rồi 2 tháng lên, rồi 3 tháng lên, dần dần ra thì bây giờ là 2 năm nay đặc biệt là nói cho bà con mình cho mọi người không lên tao xong nữa. Một cũng bỏ thuốc luôn là 2 năm rồi, cũng không dùng thuốc nữa, không hề dùng thuốc mà vẫn không lên, cả nhà mình lên xong rồi để
để cho mình chứng cái điều của Hồng nói sự thật á, thì sau đây mời cái nhà mình hướng mắt ở màn hình sẽ nghe ở nhìn thấy cái phân biệt giữa cái sản phẩm của mình so với các nhà khác như thế nào.